Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 5, tòa thành phố Moscow, Nga bác đơn kháng cáo từ nhóm pháp lý của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov, cho biết ông này bị bắt vì nhận hối lộ gần 11 triệu USD từ các nhà thầu quân sự. Đài RIA Novosti dẫn lời luật sư của ông Ivanov. Ông Ivanov bị cáo buộc nhận lợi ích từ các nhà thầu quân sự với số tiền ước gần 1 tỷ rúp, gần 11 triệu USD, theo luật sư Murat Musaveh của ông Ivanov. Các nhà thầu bị cáo buộc đã xây dựng cơ sở vật chất miễn phí cho ông Ivanov, điều đó không đúng sự thật, luật sư Musaveh nhấn mạnh. Ông Musaveh nói với RIA Novosti rằng, ông Ivanov đã tạm thời bị đình chỉ chức vụ và đang bị quản thúc tại gia để chờ ngày xét xử. Tòa không cho phép ông Ivanov tự do đi lại vì cho rằng ông này có thể cố gắng trốn khỏi Nga, khả năng hướng tới các nước Liên minh châu Âu, EU. Luật sư Musaveh bác bỏ lập luận trên của tòa, cho biết ông Ivanov nằm trong nhiều danh sách trừng phạt khác nhau của phương Tây. Ông Musaveh nói thêm rằng nhóm pháp lý của vị Thứ trưởng Quốc phòng sẽ phản đối phán quyết này tại tòa giám đốc thẩm. Ngoài ra, tòa thành phố Moscow cũng bác đơn kháng cáo của một cộng sự thân cận của ông Ivanov là ông Sergei Borodin, người bị bắt với cáo buộc tương tự và bị tình nghi liên quan âm mưu tham nhũng. Ông Borodin bị bắt ngay sau khi ông Ivanov bị bắt. Theo đài RT, ông Ivanov bị bắt vào ngày 23 tháng 4, vài giờ sau khi tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chủ trì. Ông Ivanov đã làm việc lĩnh vực năng lượng và xây dựng ở Nga trong nhiều năm và từng làm tại một số công ty nhà nước nổi tiếng. Từ năm 2013 đến năm 2016, ông Ivanov lãnh đạo nhà thầu xây dựng quân sự Oboronstroy, một công ty chuyên xây dựng nhà ở cho quân đội. Sau đó, ông này được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga với nhiệm vụ giám sát việc xây dựng các công trình quân sự của Bộ. Ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 5. Ngày 7 tháng 5, lễ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Nga, theo đài RT. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, buổi lễ ông Putin nhậm chức Tổng thống được tổ chức theo đúng nghi thức nhưng vẫn có những sắc thái nhất định. Buổi lễ có sự tham dự của những nhân vật cấp cao Nga, các giáo sĩ từ các tôn giáo chính ở Nga, đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên, nhà báo. Ông Putin nói khi đặt tay phải lên cuốn hiến pháp Nga trong buổi lễ, là Tổng thống Liên bang Nga, tôi thề sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền và tự do của công dân, tuân thủ và bảo vệ hiến pháp, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, trung thành với nhân dân. Sau khi đọc lời tuyên thệ phục vụ nhân dân Nga, ông Putin chính thức được tuyên bố là Tổng thống Nga trong 6 năm tới. Trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, Tổng thống Putin khẳng định người dân Nga sẽ tự quyết định vận mệnh của đất nước, bày tỏ tin tưởng nước Nga sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và trở nên ngày càng mạnh mẽ. Tôi cam kết rằng lợi ích và an toàn của người dân Nga sẽ luôn là ưu tiên cao nhất, ông phát biểu. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đề xuất đối thoại với phương Tây, bất chấp những nỗ lực nhằm kiềm tỏa và ngăn cản nước này phát triển. Ông cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đáp ứng niềm tin của cử tri, nhưng nhấn mạnh rằng kết quả trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo của ông sẽ phụ thuộc vào sự đoàn kết của cả nước Nga. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, dân tộc Nga là dân tộc đoàn kết và vĩ đại, tuyên bố người dân Nga sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, hiện thực hóa mọi kế hoạch và giành chiến thắng. Sau bài phát biểu ngắn gọn của ông Putin, khẩu đội pháo binh bắt đầu khai hỏa loạt 30 phát đại bác chào mừng ở bên ngoài Điện Kremlin. Đây là số loạt đại bác lớn nhất được bắn trong các nghi lễ quân sự của Nga, do Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga. Sau các nghi lễ chính bên trong đại sảnh, Andrei Evsky, Tổng thống Putin bước xuống quảng trường nhà thờ để duyệt đội hình trung đoàn Tổng thống. Đây là đơn vị quân sự đặc biệt và chịu sự điều động của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga. Trung đoàn có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Điện Kremlin và các quan chức nhà nước. Duyệt đội ngũ của Trung đoàn Tổng thống là nghi thức cuối cùng trong lễ nhậm chức của Tổng thống Nga. Sau nghi lễ kéo dài hơn 30 phút, Tổng thống Putin tham gia buổi lễ cầu nguyện do Thượng phụ Kirin, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Giáo Nga, chủ trì tại nhà thờ truyền tin trong Điện Kremlin. Trước sự kiện ngày hôm nay, ông Putin đã 4 lần tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga, lần đầu tiên là vào năm 2000. Ông Putin khi đó mới 47 tuổi và nhận được 52,94% phiếu ủng hộ. Các lần sau đó vào năm 2004, 71,31%, năm 2012, 63,6% và năm 2018, 76,7%.
trong cuộc bầu cử tổng thống mới nhất vừa diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Ông Putin, 71 tuổi, nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục 87,28%. Trình tự thủ tục lễ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga đã được chính quyền nước này thiết kế từ khi ông Boris Yeltsin đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1996. Kể từ đó tới nay, thủ tục này có một số thay đổi không đáng kể và vẫn giữ nguyên những yếu tố cơ bản. Người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov cho biết buổi lễ nhậm chức hôm nay được tổ chức theo đúng nghi thức nhưng với những sắc thái nhất định. Lễ nhậm chức Tổng thống của ông Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Do đó, đa số các nước phương Tây đều không cử đại diện tham dự lễ nhậm chức, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chúng tôi không có đại diện tại lễ nhậm chức của ông Putin. Chúng tôi chắc chắn không coi cuộc bầu cử đó là tự do và công bằng, nhưng ông ấy là Tổng thống Nga và ông ấy sẽ tiếp tục giữ chức vụ đó. Anh và Canada cho biết không cử đại diện đến dự buổi lễ. Người phát ngôn của Liên minh châu Âu EU nói với hãng tin Reuters rằng đại diện của khối tại Nga cũng không tham dự lễ nhậm chức Tổng thống của ông Putin. Đức cũng cho biết nước này không cử đại diện dự lễ nhậm chức của ông Putin. Berlin triệu hồi đại sứ của nước này tại Nga, ông Alexander Graf Lambdorf, về nước hôm 6 tháng 5. Cộng hòa Séc và ba quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania đều không cử đại diện tham gia buổi lễ. Các nước này đều đã rút đại sứ tại Nga về nước. Nga rầm rộ diễn tập duyệt binh mừng ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ. Buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2024 diễn ra trên quảng trường đỏ thủ đô Moscow hôm mùng 5 tháng 5. Tại buổi tổng duyệt, các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội thuộc lực lượng vũ trang các đơn vị từ các trường quân sự, thiếu sinh quân sự, nữ quân nhân đã tham dự diễu hành. Lễ tổng duyệt kết thúc bằng màn trình diễn của các máy bay chiến đấu với sự tham gia của các phi đội Ruskiye Vyazdi, lái chiến đấu cơ Su-30SM và Strizi trên máy bay MiG-29 cùng nhóm 6 máy bay tấn công Su-25 phun khói màu quốc kỳ Nga tạo ra các vệt khói màu quốc kỳ Nga. Theo thông lệ, hàng năm, lễ duyệt binh chính trên quảng trường đỏ của Moscow diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Năm nay, lễ duyệt binh ở thủ đô Nga sẽ có sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 75 hệ thống vũ khí và máy bay. Theo hãng tin TASS, buổi diễn tập đã diễn ra trên quảng trường đỏ ở Moscow. Trong buổi diễn tập cuối cùng này, các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội thuộc các lực lượng vũ trang và quân chủng, các đơn vị tham gia duyệt binh đã diễu hành qua quảng trường đỏ. Một chiếc xe tăng T-34 huyền thoại thời chiến tranh thế giới thứ hai với biểu ngữ màu đỏ theo truyền thống dẫn đầu đoàn cơ giới trong buổi diễn tập cuối cùng trên quảng trường đỏ ở Moscow. Theo sau là xe bọc thép Tich. Các xe bọc thép chở quân BTR-82A, Boomerang, hệ thống tên lửa của chiến thuật Iskander-M, bệ phóng tên lửa đất đối không S-400 và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cơ động YAS-ICBM. Buổi diễn tập cuối cùng kết thúc bằng màn bay lượn của máy bay chiến đấu có sự tham gia của nhóm nhào lộn Ruskiye Vyazdi trên máy bay chiến đấu Su-30SM và nhóm Strizi trên máy bay phản lực MiG-29 cùng nhóm 6 máy bay tấn công Su-25 nhả những mảng khói màu sắc mang quốc kỳ Nga. Cuộc duyệt binh chính trên quảng trường đỏ của Moscow theo truyền thống sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Cuộc duyệt binh năm nay sẽ có sự tham gia của hơn 9.000 quân, 75 hệ thống vũ khí và cả máy bay. Những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng sẽ diễu hành qua quảng trường đỏ trong cuộc duyệt binh. Theo truyền thông Nga, tổng cộng cuộc duyệt binh sẽ diễn ra trong 28 thành phố của Nga vào ngày 9 tháng 5 với sự tham gia của hơn 50.000 binh sĩ và khoảng 1.000 vũ khí khí tài quân sự. Công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Trước buổi tổng duyệt hôm nay đã có 2 buổi tập duyệt trước đó, trong đó có một buổi vào ban đêm. Với nhiều người dân Nga, duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 luôn là sự kiện rất được mong đợi. Sự kiện được coi là niềm tự hào lịch sử, là biểu tượng sức mạnh đoàn kết và chiến thắng của người Nga. Trong bối cảnh mới đây, ở ngoài ô Moscow đã xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu để bảo đảm an toàn, an ninh cho buổi lễ tổng duyệt và lễ duyệt binh sắp tới. Một số tuyến phố trung tâm đã hạn chế đi lại đối với các phương tiện giao thông, thậm chí thực hiện lệnh cấm đường. Dù vậy, nhiều người dân vẫn có mặt ở đây từ rất sớm để được tận hưởng bầu không khí trước ngày lễ và tận mắt nhìn thấy các loại vũ khí khí tài quân sự hiện đại của quân đội Nga. Trước đó, vào ngày 1 tháng 5, tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moscow đã khởi động chương trình Toàn Nga – Bức tường ký ức. Những người tham gia chương trình
đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Họ mang theo những bức ảnh của người thân, những người đã chiến đấu để bảo vệ tổ quốc trong một chiến tranh vệ quốc vĩ đại và dán những bức ảnh này lên các tường trong bảo tàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!